đã cất bước trên đường đời, người đã cất bước đến muôn nơi, người đến chiếu sáng đêm âm u, muôn dân khỏi ngục tù cho ta tin mừng cứu rỗi, người đã đến hết với mọi người, người đến với những ai nghèo nàn, hồng ân ban cho kẻ đơn sơ, muôn ơn phúc nơi nơi an vui cho người thế nhân. Chúa đã sai các tông đồ đi loan báo tin mừng đầy nước trời gần bên này, những kẻ đau yếu được lành, ai phong vui xe sạch, kẻ chết xe lại được sống. Xin cho con biết theo Ngài, không mang túi mang gậy, khoác áo ngoài cùng không, và cũng không mang giày mang dép, cũng không mang bạc tiền để theo bước Ngài đã đi. Người đã cất bước trên đường đời, người đã cất bước đến muôn nơi, người đến chiếu sáng đêm âm u, muôn dân khỏi ngục tù cho ta tin mừng cứu rỗi. Muôn ơn phúc nơi nơi an vui cho người thế nhân.